Baby Bus. Hãy ấn vào theo dõi. Hồi hộp quá. Mình sẽ chọn lại kem gì nhỉ? Là ơ, hôm nay hàng kem đóng cửa. Đóng cửa. Vậy thì ngày mai chúng ta lại tới nhé. Nhìn kia, có một cái máy bán kem tự động. Hả? Kem, kem. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Được rồi, được rồi. Bỏ tiền xu vào và con sẽ có kem. Kem. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Mời cậu bé với cô bé chọn những món kem tươi nơi đây. Có món kem dâu sô cô la kem vani, chọn vị kem mát tươi bạn ơi. Mình nghĩ xem sẽ ăn gì. Mình sẽ ăn kem vani. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Kèm theo xe có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh, trái cây ngon tươi ngon, hạt phủ lên miếng kem mềm bơ. Bạn muốn thứ chỉ sẽ ăn kem. Mình sẽ chọn loại kem màu cầu vồng. Kem của bạn đây, xin mời. Mẹ ơi, cho con một đồng xu đi mẹ. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Mời cậu bé với cô bé chọn những món kem tươi nơi đây. Có món kem dầu sô cô la kem vani, chọn vị kem mát tươi bạn ơi. Mình nghĩ xem sẽ ăn gì. Máy bán kem tươi ngon đây, phục vụ bao món kem ngọt thơm. Kèm theo xe có những thứ khác, kẹo màu sắc lung linh xinh xinh, trái cây ngon tươi ngon, hạt phủ lên miếng kem mềm bơ. Bạn muốn thứ chỉ sẽ ăn kem. Mình có mọi thứ. Kem của bạn đây, với đầy đủ mọi thứ. Xin mời. Máy bán hàng tự động thật tuyệt vời. Phải, và sử dụng cũng rất vui. Nhìn con kìa, kem dính hết lên mặt rồi. Lại đây xem các bạn nhỏ, bạn thích hương vị nào?